Lần này cú phát bóng của cô đã tốt hơn. Lỗi chạm. Hài lòng với quyết định của trọng tài. Rodina, bóng tốt. Không có cơ hội nào cho. Chocomucho có sau tình huống đỡ bóng lại là Rodina. Và một trận đấu đã phải bước vào xét đấu thứ 5 để giải quyết thắng. Tiếp tục là Cherry Lunak. Rodina quá. Mà Isabella. Đường sẽ hướng đến vị trí của Nhật Bản, luyện rất kỹ và họ thi đấu rất bản lĩnh. Bóng Nhật Bản là rất đáng ghi nhận. Rất uy lực và chính. Đội đều hướng. Cơ hội dành cho Chocobucho Rodina. Một cú đặt. Lại là Rodina. 3-0. Rodina đang ở hàng sau nhưng vẫn tấn công sau vạch 3m, rất hiệu quả. Rất xuất sắc. Lunak ở vị trí số 3. Talents là điểm cho đội Đại học Kansai. Rất uy lực. Có thể phòng thủ.